Các bạn ơi, mình ở đây mình có hai củ khoai mì với lại hai củ khoai lang các bạn. Giờ mình đi nấu chè khoai mì với khoai lang á, nhưng mà khoai lang á mình nấu chè khoai lang dẻo nha các bạn. Còn có khoai mì này thì cũng nấu chung luôn. Ở đây mình cũng có dừa nha các bạn ha, dừa với mớ lá dứa nè. Rồi giờ để mình đi rửa khoai lang với khoai mì, mình gọt vỏ ra, mình ngâm nước muối trước nha các bạn. Ngâm nước muối rồi luộc cho nó rồi hấp cho nó mềm ra trước ha các bạn ha. Rồi sau khi mình gọt khoai lang với khoai mì đó, mình ngâm nước muối rồi đó các bạn. Rồi giờ mình để vô cái sửng này mình hấp cho nó chín nha các bạn ha. Ngâm nước muối cũng cả tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. Rồi giờ mình lấy em để vô cái sửng này mình ấy, giờ mình đậy nắp lại. Rồi mình hấp cho nó chín khoai lang, chín khoai mì luôn. Khoai chín rồi các bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình múc cái khoai lang này nè. Ra cái tô hoặc cái chén gì đó mình tán cho nó nát ra hết nha các bạn. Ha, múc cái khoai này nè, khoai này nó chín mềm rồi nè. Đó, nó chín mềm trơn rồi nè ha. Giờ mình múc ra cái tô hay cái chén gì, mình lấy cái chài đâm tiêu mình đâm, hay là nói chung lấy cái muỗng gì tán cho nó nhuyễn nát ra hết nha các bạn. Là cái khoai lang thôi, còn khoai mì thì chút nữa mình sẽ cắt khúc khúc rồi nấu chè thôi chứ không có tán. Còn cái khoai lang này sẽ tán nhuyễn ra. Bây giờ mình lấy cái chài tiêu đó các bạn, mình nghiền nó ra đi ha. Nghiền cái khoai này cho nó nát ra hết ha, mình nghiền nó ra. Mình có một tay à, còn tay mình bận cầm máy rồi, thành ra mình không có làm được cái nó ấy. Bây giờ mình đại loại mà mình ấy cho các bạn thấy là mình phải nghiền nó ra vậy ha. Sau khi mình làm nó nghiền khoai lang nó nát ra hết rồi nè các bạn ha. Rồi thì ở đây mình có 100g bột năng, nhưng mà các bạn đổ vô từ từ thôi, đừng có cho hết vào nha. Giờ mình cho vào phân nửa đi ha, để mình trộn chung với cái khoai lang này. Mình làm chè khoai lang dẻo đó, này lơ hơn phân nửa rồi. Giờ để mình trộn cho nó đều, cho nó dính lại nha các bạn. Các bạn ơi, sau khi mình trộn cái bột á, nó vô trong cái khoai xong rồi mình có rưới vô thêm chút nước nữa nha các bạn. Ở đây mình đã giò viên nè các bạn. Thì các bạn thích lăn tròn tròn xong các bạn cắt cũng được ha. Cái này muốn cắt thì cắt, muốn giò viên cũng được ha. Tùy theo mình thích thôi, mình muốn làm gì đó mình làm ha. Còn cái này á, có thể á, tự vì mình không có khoai lang trắng, chứ nếu mà khoai lang trắng á, cái này là nó màu vàng của khoai thiệt luôn nè. Chứ nếu mà mình có khoai lang trắng á, mình sẽ cho thêm màu trắng như là màu màu đậu biếc hay là màu đỏ đô, còn đỏ của củ dền này kia đều được hết nha các bạn. Cái tay mình là rửa sạch rồi các bạn ơi. Em tại vì nhồi bột này nếu mà mình dùng bọc ni lông bao tay á, nó khó làm lắm ha. Hoặc tức là nãy mình đã trộn cái bột năng này vô đây, xong rồi mình có rưới vô thêm miếng nước nữa. Khi mà nó đều cái khoai xong mình có rưới vô một miếng nước nữa ha, nó mới quết lại nè các bạn ha. Rồi bây giờ để mình để máy xuống rồi mình tiếp tục mình làm nha các bạn. Mới làm được có nhiêu đó à. Các bạn ơi, cái này mình xe lại giống như con trùng rồi đó các bạn. Rồi giờ mình lấy dao mình cắt cái này, nãy mình bỏ chút phẩm màu nó dưới vô đó các bạn ha. Giờ mình lấy dao mình cắt nó ra khúc gì đi, chứ cho nó hài hòa chứ gì giò mấy cái viên tròn tròn hoài thấy nó cũng cảm giác của mình hồi này không có chịu quay video cho mình nữa, mình phải tự làm không à. Có con mình quay video cho mình thì mình làm nó thoải mái hơn. Rồi mình cắt ra vậy đó cũng ngon đó các bạn. Xong rồi, nãy giờ mình làm được nhiêu đây nè các bạn ơi. Tại vì mình không có khoai lang, chứ thí dụ mình có khoai lang tím, khoai lang trắng đâu đó thì còn màu còn đẹp nữa. Này mình chỉ cho vô chút phẩm màu lá dứa nè với màu hồng thôi, nhưng mà
Nếu mà màu hồng nó vô màu trắng thì nó mới ra hồng, còn bây giờ nó vô màu hồng mà chế vô cái màu chính của khoai lang là cái màu vàng vàng này các bạn, thì nó sẽ ra cam cam chứ nó không có ra được hồng ha. Chứ phải mà nó vô cái màu của khoai lang trắng á, thì nó mới ra hồng được. Rồi rút cuộc thì mình cũng còn dư lại bột nè các bạn, nãy giờ mình áo ra bên ngoài cho dễ lăn đó ha, có 100g bột thôi mà xài không hết. Rồi giờ mình bắt đầu đi nấu nước dừa để bỏ cái chè này vô nấu các bạn ơi. Cái này rất là dễ nấu, nếu mà các bạn muốn trụng trước rồi vớt ra cũng được. Còn các bạn muốn ăn sạch sạch thì cứ nấu nước dừa xong là thả vô thôi, khỏi cần phải trụng qua một lần nước nha các bạn. Vậy là mình bữa nay mình nấu mà mình để cho mình nấu chứ mình không có trụng qua một lần nước. Tại vì cái khoai lang này cũng đã chín sẵn rồi. Này mình cắt hai con nè, cắt khúc khúc gì cũng đẹp ha, hài hòa ha. Rồi. Tại do nhà mình chỉ có cái khoai lang màu vàng thôi nên mình làm nó thôi kệ, có gì ăn cái đó mà. À, bây giờ mình bắt đầu mình bật bếp lên mình nấu cái nước dảo này các bạn. Ở trong này mình có cho 1/4 muỗng cà phê muối vô đây rồi ha các bạn ha. Rồi mình cũng cho hơn 100g đường rồi. Tại vì 150g đường mình sau khi mình cho vào cái nước cốt để mà thắng nước cốt dừa, hết một muỗng canh này đường vô đây rồi. Thì mình cho vô nồi rồi rốt cuộc thì còn lại mình chừa 150g đường, nhưng mà mình còn chừa lại bao nhiêu đây nè các bạn. Tại vì sợ ngọt quá rồi con mình cũng không có thích ngọt đó ha. Thì các bạn cũng tùy theo khẩu vị của gia đình mình, thích ngọt thì cho đường nhiều chút đi cũng không có quan trọng ha. Chứ mình hồi nãy mình đem ra có 150g đường thôi. Nếu mà chút cái này nó lạc thì mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại vô đây. Còn ở trong này mình cũng có cho một chút vani rồi đó. Cái vani là cái ống này nè các bạn, nhưng mà mình đã cho hết một chút rồi, còn vô đây mình không có cho nữa. Còn các bạn không thích thì khỏi cho. Trong đây mình cũng có để lá dứa rồi. Giờ mình nấu bùng lên thì mình sẽ cho cái khoai mì vào. Cái khoai mì này nếu mà các bạn thích thì các bạn mài ra cũng được, mài rồi dò viên giống cái này cũng được nè. Nhưng mà tại vì do nó ít quá, mình mất công mài, lấy đồ ra mài rồi rửa tùm lum nhiều việc quá, ra nãy mình hấp chín trước rồi thôi ha. Còn cái này khoai lang thì nãy mình làm, mình quá trình làm mình cũng chia sẻ các bạn xem đó ha. Rồi để cái này, để cái nồi nước này nó sôi bùng lên rồi mình sẽ bỏ khoai lang khoai mì rồi vô nấu chè đó các bạn. Còn ở đây nè mình đã cho một muỗng canh đường rồi, cái muỗng này nè các bạn ha, vô đây rồi 1/4 muối rồi. Rồi mình sẽ cho vào đây một muỗng này bột năng nữa, một muỗng canh này bột năng nữa ha, để thắng nước cốt dừa đó. Còn nếu mà các bạn cái món chè này nó cũng dễ ăn, ví dụ các bạn không thích làm nước cốt dừa, các bạn nấu cái này nè ha, cái sau khi cái bỏ khoai lang khoai mì vô nấu hết rồi thì các bạn có thể cho cái phần nước cốt này vào cái nồi luôn, khỏi cần phải thắng nước dừa cũng được. Nhưng mà riêng mình thích chan nước dừa thì mình thắng thôi ha. Còn các bạn không thích thì các bạn cứ đổ thẳng vô trong nồi nấu luôn. Bây giờ mình cho khoai lang vào đó các bạn ơi. Ha, khoai mì mình cũng cho vô trong đây sẵn rồi. Giờ mình bắt đầu mình cho khoai lang vào ha. Ngon quá, thơm quá, lá dứa rồi mùi nước dừa rồi lên thơm quá. Cái đường hồi nãy mình còn dư lại đó, mình cho hết vô luôn rồi các bạn ơi. Cho nó ngọt đã ăn chút xíu đi chứ nó nhạt nhạt, mình ăn chè thì nhạt quá cũng không có ngon. Mình cho hết cái khoai lang khoai mì rồi vô đây của các bạn, đẹp quá các bạn ơi ha. Hồi nãy mình cũng lười bỏ thêm phẩm màu á, mình tính để một màu vàng này tự nhiên của khoai lang nấu thôi, nhưng mà ăn vậy thì cái nồi canh nó, cái nồi chè nó cũng không có là hài hòa nữa các bạn. Cái này khoai mì này nó còn cái sơ nè, để vớt ra bỏ cái sơ. Ôi thấy hấp dẫn quá, thơm quá, rất là dễ nấu luôn các bạn ơi. Cái hoa cái chè này rất là dễ luôn ha. Rồi vài chút chín rồi mình múc ra mình thắng nước cốt dừa, mình chia sẻ tiếp cho các bạn xem ha. Đẹp quá ha. Mình cho có chút phẩm màu ở dưới với lại màu hồng vô đó. Màu hồng mà bị gì nó vô màu vàng cái nó thành ra màu cam. Trời ơi cũng đẹp. Giờ mình thắng nước cốt dừa các bạn ơi. Ở trong này mình có cho muỗng canh này đường, một muỗng canh muỗng thứ này là bột năng. Rồi thêm 1/4 muỗng muối cà phê, 1/4 muỗng cà phê muối vô đây nữa đó các bạn.
Bữa hổm mình cũng có chia sẻ cái cách làm nước cốt dừa rồi đó, thành ra hôm nay mình không có chia sẻ kỹ nữa. À, nhưng mà mình nói trong này có những cái thứ mình vừa nói đó ha, các bạn cũng nhớ làm giống như mình. Để vô đây cái quậy quậy nhẹ nhẹ đều hoài, còn chè là mình đã nấu chín rồi nè các bạn ơi. Chè hấp dẫn quá. Wow, ngon quá, thơm quá chừng luôn, nóng hổi luôn á. Chè bốc khói luôn á, mình mới tắt bếp cho nguội chút xíu rồi mình mới múc ra cái tô. Ha. Hấp dẫn quá. Trong cái video của mình lúc trước đó, mình cũng có chia sẻ làm chè ba màu bốn màu mà bằng khoai mì mài. Nó có cái món chè đó nó cũng hấp dẫn không thua gì cái món này các bạn ơi. Chè khoai mì mài ở trong kênh của mình cũng có làm qua hồi năm ngoái đó các bạn. Ngon ha. Rồi giờ mình để mình quậy nhẹ nhẹ hoài, chúng nó chín ra mình tắt lửa là được rồi các bạn ơi. Mình đã nấu chè xong rồi nè các bạn. Này chè khoai lang dẻo nha các bạn. Giờ để mình chan nước dừa vô. Nước dừa thì hôm trước mình có chia sẻ cái cách thắng rồi đó các bạn. Giờ mình chan nước dừa vô. Cái này nếu mà các bạn không thích chan kiểu này thì các bạn có thể đổ cái nước cốt vô chung, giống như nấu chè chín rồi cái bắt đầu đổ cái nước cốt nấu chung luôn, khỏi cần chan giống mình ha. Nhưng mà tại do con mình thích chan, mình chan vậy đó, mình làm nước cốt với chan vậy. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Trong cái kênh của mình, gia đình nhỏ của mình hồi năm ngoái mình cũng có làm chè ba màu giống gì nè các bạn. Nhưng mà lúc đó mình làm bằng khoai mì mài. Khoai mì mài cũng dòi duyên giống vậy luôn. Ngon lắm các bạn ơi, các bạn thích thì các bạn có thể tham khảo trong kênh gia đình nhỏ của mình đó nha. Trời ơi, hấp dẫn quá, thèm quá. Tôi làm mà tôi thấy tôi cũng còn thèm nữa, đừng nói. Ngon quá. Rồi, đây là cái phần chè của mình đó các bạn. Rồi. Chè với nước cốt dừa. Nhìn thấy hấp dẫn quá các bạn ha. Ha. Ngon quá, ngon quá. Bên này cũng vậy nữa nè. Trong này có khoai mì rồi trong này luôn. Ngon quá. Ồ, ngon quá. Rồi mình chia sẻ mà nấu chè khoai lang dẻo của mình đến đây đó, mình kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau.